Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đến với video tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao. Ngày hôm nay thì là mình đang ở một cái phiên chợ nổi tiếng nhất vùng Tây Bắc, đó là chợ phiên Bắc Hà các bạn nhé. Hiện tại lúc này là buổi sáng ngày Chủ nhật và bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi vào trong chợ phiên Bắc Hà để ngày hôm nay xem chợ phiên Bắc Hà người ta bán những mặt hàng gì. Và tiện thể hôm nay là vừa đi quay chia sẻ cho các bạn xem về chợ phiên Bắc Hà này. Tiện thể đi chợ Bắc Hà thì mình sẽ lấy mình gửi cho các bạn nhé. Và bây giờ xin mời các bạn của mình vào chợ Bắc Hà nhé. Đó, hiện tại bây giờ mình đang ở khu vực ẩm thực các bạn ạ. Đây là một khu vực rất là nhiều món ngon ở trên chợ phiên Bắc Hà nhé. Ở đây thì nó có 3 dãy luôn. Nó giới thiệu với tất cả quý vị khán giả là có 3 dãy. Dãy ngoài cùng gần chợ Thảo Dược này, dãy giữa là mình đang đứng đây này, và dãy trong cùng nữa. Đó, rất là nhiều các món ngon ở trên chợ phiên Bắc Hà. Bây giờ chúng ta sẽ đi một số chỗ các bạn nhé. Đây là một quán rất là ngon này. Chào cô nhá. Các bạn thấy chưa? Lòng lợn này. Đấy, quán này là rất là nhiều món như là lòng lợn này. Đó, ngon chưa mọi người ơi. Đấy, chân giò này. Đấy, thơm phức luôn. Lòng lợn, chân giò, thơm phức, nóng hổi. Quá là ngon mọi người nhá. Toàn đặc sản ở trên chợ phiên Bắc Hà. Đấy, thịt đầu bóc này. Đấy, cô đang bóc thịt đầu bóc đây à? Đấy, thịt đầu bóc đang bóc ra này. Rất là ngon. Ngon thơm phức luôn mọi người ạ. Đấy, đây là một trong những cái quán mà rất là nhiều món ngon. Chân giò rồi thịt đầu bóc, lòng lợn. Đó, và chúng ta sang quán bên này mọi người ạ. Đấy, quán bên này cũng rất là ngon. Chào chị nhá. Đấy, quán bên này thì là rất là nhiều chê lợn này, lòng lợn này, gót giò, thịt mặt. Đấy, quán này là một trong những quán rất là nổi tiếng mọi người nhá. Đấy, quán này là quán của Hà Phương mọi người ạ. Đợt này là sắm thêm cái lồi hấp này cho nó nóng này. Đấy, mới sắm thêm quả hồi lồi hấp này, cũng được gần khoảng tháng này rồi. Nó gót giò, chân giò rất là nhiều luôn. Lòng phèo, bách ngăn. Như này là mình bán trong một ngày hôm nay là có hết cái này không hả chị? Cũng hết. Vâng. Hết có hôm thì cũng còn một chút. Vâng. Các bạn nào còn ăn cái gì? Vâng. Các bạn nào quán ngon thì chắc chắn là sẽ hết rồi. Và rất là nhiều đồ các bạn ạ. Đấy, lòng lợn, cái quán này gọi là quán của nhà Hà Phương nhé. Quán này rất là nổi tiếng luôn. Ngon, toàn đồ ngon trên bản mọi người ạ. Đây, xem là chị đang thái. Cái này là cái thái thịt chân giò cho vào phở này. Chân giò cho vào phở đấy à? Này, chị đang thái thịt chân giò. Đây, anh ở đâu rồi chị? Anh ấy đang về nhà lấy cơm xong rồi. Vâng. Anh ấy đi về đây từ 3 rưỡi rồi mà. Vâng. Về đây cho gà ăn. Bây giờ còn nuôi cả gà nữa cơ đấy. Ngan gà, vịt. Đấy. Làm quá nhưng mà mình vẫn phải chăn nuôi một chút nữa. Mình là nông thôn mà. Vâng. Đấy, cái thì chân giò lợn đen cho vào phở. Vâng, chân giò lợn đen cho vào phở, nóng hổi. Quá là ngon luôn. Đây là một trong những cái quán ngon nhất nhỉ ở chợ phiên Bắc Hà mọi người nhé. Kênh nhà mình là kênh gì đấy? Kênh Nắng Gió Vùng Cao ạ. Nắng Gió Vùng Cao. Vâng. Đấy. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đi chỗ khác một các bạn nhé. Mỗi chỗ là chúng ta sẽ đi một chút để đưa các bạn đi trải nghiệm chợ phiên Bắc Hà, khu vực ẩm thực với rất là nhiều các. Vâng, ăn sáng bà. Vâng, ok bà. Với rất là nhiều các khu ẩm thực khác nhau bạn ạ. Đây bên này cũng thế này, bên này cũng là một cái dãy rất là nhiều đồ ngon mọi người nhé. Đấy, quán này thì rất là nhiều trễ lợn này, rồi là dạ dày này, lòng lợn mọi người ạ. Đấy, ngon, thơm phức rồi mọi người nhá, tuyệt vời luôn. Quán đây kéo không? Đó, và rất là nhiều quán khác bên này cũng thế này, bên này mọi người cũng đang ăn sáng. Nó có cái dãy ẩm thực sôi ủng sục mọi người ạ, toàn đồ ngon trên bản thôi. Ai gõ cái gì nhỉ? Đây, bên này thế này. Chào chủ quán nhá. Dạ dày gót giò, rồi là lòng lợn. À, bên này bán cả bánh đúc ngô luôn hả em? Bánh đúc ngô luôn. Ai thích ăn loại gì thì ăn nhá. Bánh đúc ngô, rồi là dạ dày này, gót giò này, lòng lợn này, đấy, chân giò này. Toàn những cái món gọi là đặc sản ở trên chợ phiên Bắc Hà mọi người nhé. Chợ phiên Bắc Hà là một cái chợ phiên nó nổi tiếng về ẩm thực rồi. Chính ra chợ Sapa này không nổi tiếng bằng chợ Bắc Hà đâu. Về các món ăn ở trên này thì rất là ngon. Thì đây chúng ta sẽ đi xem thắng cố nữa mọi người ạ, còn chưa đi hết đâu. Mới bắt đầu đi được một đoạn thôi. Đấy, lòng lợn mọi người này. Đấy, lòng lợn là một khay nóng hổi. Thơm ngon cực kỳ luôn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi sang bên này mọi người. Mỗi người mỗi quán chúng ta sẽ đi một... Vâng. Mỗi quán này chúng ta sẽ đi một chút. Đấy, sang bên này đưa bạn đi trải nghiệm. Sang bên này là dãy của bà con người Mông nhé mọi người. Bên này bà con người Mông là bán, cái dãy này là chuyên mèn ốc lậu này. Vâng, dãy này là dãy chuyên mèn ốc đậu. Đấy, chuyên mèn ốc đậu với rất là nhiều. Đấy mọi người nhé. Vâng, ok. Chào chị nhá. Đấy, đây là cơm ngô này. Cơm này với mèn này với ngô trộn với nhau này. Cơm mèn trộn với nhau, ăn kèm ốc đậu nữa. Đó, rất là ngon luôn. Bên này là các ông chú cũng đang ăn. Chào anh nhá. Em quay nhờ cái bát của anh tí nhá. Đấy, anh ấy đang ăn ốc đậu này, rồi mèn. Rồi em bé kia cũng đang ăn sáng này, ăn bún phở. Nói chung là đây là một cái dãy ẩm thực chuyên mèn ốc đậu mọi người ạ. Nói chung là nhiều món lắm. Và đây là dãy đồng bào của đồng bào người Mông. Đây này, đấy mèn này, chào chị nhá. Đây là mèn đấy bạn. Đây là tức là ngô già đấy, nhưng mà người ta lấy về, bẻ về, tỉa ra, làm sạch rồi đi nghiền luôn và hấp luôn. Nghiền và hấp. Đấy, tạo thành gọi là cái món mèn, hay người Kinh hay gọi là món món ngô hấp mọi người ạ. Ăn cực kỳ là ngon luôn. Đấy này, ăn kèm với ốc đậu này. Đấy. Một cái món nổi tiếng gia truyền thống của miền núi. Đặc biệt là mạn Bắc Hà, Hà Giang, Lào Cai mọi người ạ. Đấy, cái món này là món truyền thống của đồng bào người Mông nhé mọi người. Gọi là món ngon truyền thống. Đấy, ngon chưa mọi người? Tuyệt vời luôn. Đó. Sau đó chúng ta sẽ đi tiếp mọi người nhá. Đi một vòng quanh cái chợ ẩm thực này, đưa mọi người đi trải nghiệm chợ phiên Bắc Hà, khu vực ẩm thực này. Chỗ này là một chảo ớt khô mọi người này. Đấy, ớt khô thực ra nó là ớt treo các bếp ấy, xong mà người ta treo khô lên rồi giã ra xào với mỡ đó và ít muối mè chính nữa cho nó có độ mặn, và dùng làm gia vị ăn phở nhá. Ăn phở cho cái ớt khô này vào để ăn rất là ngon luôn mọi người ạ. Một chảo ớt khô luôn, ngon tuyệt vời mọi người nhá. Đấy, toàn bộ cái dãy này là dãy mặt tiền, ẩm thực mặt tiền này, ở chợ phiên Bắc Hà. Đây có cả cháo luôn mọi người này, cháo luôn, ai thích ăn cháo là có cháo nhá, nóng hổi. Đấy, cháo gà thì thế mọi người nhá. Đấy, nói chung là lên cho Bắc Hà thì không sợ đói mọi người ạ, rất là nhiều đồ ăn luôn. Cháo rồi là phở thắng cố, đây là chúng ta đang xem thắng cố mọi người này. Đây là những cái chảo thắng cố rất là to luôn. Đây chợ phiên Bắc Hà làm thắng cố là từ nấu từ tất cả các bộ phận của con ngựa nhá, như là lòng, phèo này, dạ dày này, tân tật. Con ngựa là có những cái bộ phận nào là người ta sẽ cho hết vào nấu thành một món gọi là món thắng cố, với rất là nhiều các gia vị kèm theo như là ớt, sả, lá chanh, hoa hồi, mắc khén, hạt dổi, nhiều thứ lắm mọi người ạ. Đó, lá quế nữa mọi người nhé, và cây lộc thắng cố nữa. À, mọi người thấy ngon chưa? Đấy. Đấy, mời mọi người thưởng thức nhá. Đấy, thắng cố Bắc Hà. Thắng cố của Bắc Hà rất là ngon luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp mọi người ạ. Đi tiếp sang bên này. Sang bên này cũng là thắng cố mọi người này. Cố gà đen lợn bản đấy. Vâng. Một dãy thắng cố rất là nhiều món. Đây, cháo ốc đậu này mọi người này. Trứng vịt lộn này. Ốc đậu trứng vịt lộn này. Đấy, bát đũa là để mình khoanh này, nhìn rất là tròn, rất là đẹp luôn. Ok đâu rồi, anh ăn rồi. Vâng. Đấy, cháo rồi mén mén rồi ốc đậu, đủ các thể loại luôn. Có bên này là chúng ta đang xem một loạt những khẩu súng ngựa mọi người này, gọi là súng ngựa nhá. Đấy, chổng ngược cái luôn. Đây là cái món ăn gọi là đặc sản ở trên chợ Bắc Hà. Đó, đặc sản súng ngựa. Nhiều chưa? Đó, và trên lợn các bạn này. Trên lợn trắng phao luôn, người ta luộc rồi người ta cho vào nước lá, nước còn nước lạnh ấy. Thế nó rất là trắng nhá. Đấy, một loạt các quán chuyên về ẩm thực. Bên này cũng thế này, trên lợn các bạn này. Xe lợn trắng phao, và bên kia là súng ngựa nhá. Đấy, súng ngựa dài ngoãng luôn. Quán này là gồm có rất là nhiều món như là xe lợn này, chân giò này, gà đen này, trên bản này, súng ngựa này, thắng cố này, thịt tàu bóc này, rồi thịt thăn nữa mọi người ạ. Rất là nhiều món. Tao mà thưởng thức mọi người nhá. Đây là thắng cố ngựa. Đấy, hai chả to, một chả to, một chả nhỏ. Mọi người có thể đến đây mà thưởng thức. Đó. Đó, các bạn thấy ngon chưa? Nói chung là tuyệt vời các bạn ạ. Ẩm thực của Bắc Hà rất là ngon mọi người nhá, rất là nhiều món ở trên này. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống vâng, đi xuống khu dưới này mọi người ạ, đi mỗi chỗ một chút, đưa bạn đi trải nghiệm chợ phiên Bắc Hà trong cái dịp mà gọi là đầu tháng 10 này. Đó, hôm nay là cũng là mùng mấy tháng 10 rồi. Ok, ăn rồi. Đấy, bây giờ chúng ta đang ra góc này. Các bên này là các ông ấy đang bán những cái gùi này. Đấy, ông đang luồn dây đấy à? Đang luồn dây vào cái gùi này để đeo cho nó chắc nha mọi người. Đấy, để Những cái gùi này là nhiều cái là chưa nằm dây, ra đây là các ông tranh thủ là luồn dây. Gùi rất là chắc luôn, gùi các thể loại trên vùng cao như là đồ ăn thức uống này, rồi là ngô giống này, bẻ ngô này, dưa chuột này, đủ các thể loại cho cái gùi này để mang về nhà các bạn ạ. Bởi vì là trên vùng cao thì rất là đồi đá rất là nhiều, nếu như mà vác cái gì đó mà rất là khó luôn, nên là người ta phải có cái gùi này, vừa đi đồ ở trên lưng còn hai tay sẽ bám vào cây, bám vào những cái chỗ mà bám được để đi lại cho nó chắc nhá. Chứ bình thường mà nếu mà vác một cái gì đó để tay cầm ở trên vai và một tay thì đi thì bám vào rất là khó, nên là bà con sáng tạo ra cái gùi này rất là đa năng đa dụng để có thể là chở vận chuyển đồ từ trên đỉnh núi xuống, như là ngô này, dưa chuột này, nói chung là các đồ nông sản. Ở đây thì nó rất là nhiều gùi mọi người ạ. Đó, gùi to, gùi nhỏ khác nhau. Rất là nhiều gùi luôn. Bạn nào lấy gùi thì các alo liên hệ nhá, để mình lấy mình gửi cho các bạn. Có những loại nhỏ xíu xíu này, có loại to to này. Nhìn rất là đẹp, nói chung là nó cũng không đắt mấy đâu mọi người ạ, bình thường thôi nhá. Đó. Đó, đây thì nhiều gùi lắm mọi người. Cực kỳ là nhiều luôn, có những cái to, có những cái nhỏ. Ở đây là cái dây này, dây chuyên bán gùi bằng tre mọi người nhá. Cái này đan bằng tre nên không phải là đan bằng cây vầu đâu, đan bằng tre. Đây, rất là công phu, cẩn thận luôn. Đấy. Rất là công phu cẩn thận, đan bằng tre mọi người ạ. Đó, tuyệt vời chưa? Mọi người hãy lên trên này để thưởng thức ẩm thực rồi là đi xem những đồ hàng ở trên này nhá. Ở chỗ bên này thì là các ông ấy đang bán một số loại cái gọi là cái đõ đựng để đồ sôi hấp sôi. Như cái đõ này là 8,5 cân, tức là nó đồ được tầm khoảng 8 cân gạo nhé mọi người. Đó, 8 cân rưỡi gạo để đồ lên. Rất là khá là nhiều đấy mọi người. Có những cái thì 3 cân này. Những cái bên kia là đồ được khoảng 3 cân. Như cái này đồ được khoảng 3 cân. Đó, còn ở dưới này thì là bên trong này có cả cái tấm đan mọi người này. Để chống cho gạo nó lọt xuống nhá. Đấy. Rồi là những cái dần, cái sàng, cái giá gạo để bà con dùng để đãi gạo này mọi người này. Đấy. Rất là nhiều đồ ở trên này. Kia là những cái giá. Đây này, bà con đan bằng tre đấy, rồi là những cái mẹt này, cái sàng, cái sẩy, mẹt sàng sẩy để dùng để sẩy thóc, sẩy gạo trong ngày mùa ấy. Ở đây đa số là bà con đồng bào là người Mông. Đó, những cái sàng sẩy rất là chắc chắn để có thể đãi được gạo cho nó sạch sẽ mọi người này. Đấy. Và cái này thường thường người ta sẽ dùng trong những cái dịp như là đám cưới, đám hỏi này, đám ma, đám chay này mọi người. Đó, đám ma, đám chay các bạn nhá. Đó là cái đồ gọi là đồ cơ bản ở trên này. Một số, đây là một góc của chợ Bắc Hà. Chợ Bắc Hà thì nói chung là rất là nhiều khu vực khác nhau. Đó, vừa rồi là mình đi một vòng quanh chợ ẩm thực này. Đó, quay hết cho bạn xem về khu vực ẩm thực rồi. Và bây giờ là mình ăn sáng các bạn nhé. Đó, hôm nay là gọi một bát phở lòng lợn này, thịt lợn này các bạn ạ. Ăn xong là tí nữa nếu mà có thời gian thì đi ăn tiếp mén mén các bạn nhé. Nhưng mà như hôm nọ ấy. Đây, cho chanh rồi là cho đậu xị này. Đấy. Rau thơm, nói chung là rất là nhiều các hương vị ở trên vùng cao bạn ạ. Đó, đây là bát phở lòng lợn các bạn này. Đấy. Phở lòng lợn rồi là thịt lợn này mọi người này. Đấy, rất là ngon các bạn nhá. Thịt lợn đen trên bản. Lợn đen này trước mình hay quay ở khu mà bán thịt lợn đen đấy. Bán thịt lợn này, bán lợn giống này. Rồi lợn thịt này, rất là nhiều khu ngoài khu chợ chó. Khu đấy là khu bán chuyên bán thịt lợn. Còn hôm nay là chúng ta đang ở khu này là khu ẩm thực. Đó, mình hay ăn ở quán này. Quán này là nó có điểm view rất là đẹp luôn mọi người nhé. Ở chỗ này nó có cái giếng trời này. Đó, xung quanh là những ngôi nhà vây quanh và giữa nó rất là trống. Mà nhìn nó rất là sáng và thoáng luôn nhé. Đấy, chỗ này mọi người đang ăn sáng này rất là nhiều này. Đấy, em chuyên bán tam thất. Hôm nay là vừa đi lên trên này quay chia sẻ bạn là về chợ phiên Bắc Hà này, và cũng vừa đi lấy hàng hóa cho các bạn nhé. Những bạn nào mà có nhà mình lấy thì là mình đã lấy xong hết rồi, tầm này là lấy xong rồi mọi người ạ. Nói chung là mình đi rất là sớm luôn, lấy xong hàng hóa này, quay ở chợ ẩm thực xong này bắt đầu mới đi ăn sáng mọi người ạ. Các bạn ấy gì là cứ alo liên hệ nhá. Phở đỏ vùng cao rất là ngon các bạn ạ. Mọi người khi mà đến chợ Bắc Hà là phải thưởng thức ẩm thực, đặc biệt là phở đỏ hoặc là men mén. Wow, rất là ngon. Ăn trong phần này chúng ta sẽ xuống chợ Lan Rừng, Đồ Núi Rừng này, và đi chợ Thảo Dược các bạn nhé. Nói chung là ở đây thì rất là nhiều chỗ để đưa các bạn đi khám phá trải nghiệm. Chợ Lan Rừng này, chợ Thảo Dược này, chợ ẩm thực này, chợ chó gà này, chợ chim nữa mọi người ạ. Như mình ăn một bát phở này là no nhé mọi người. Nên đây thì các bạn có thể là ăn được bát từ 20.000 trở lên, 20.000 đến 30.000, 40.000, 50.000 cũng có. Nói chung là tùy sức ăn. Càng nhiều thì nó tiền càng cao mọi người ạ. Ngon, nói chung là phở cực kỳ nóng hổi luôn. Wow. Mấy hôm vừa rồi là ở chợ Cán Cấu là ăn phở xong ăn mèn mén nữa, lo quá các bạn ạ, không ăn hết được. Bạn nào lấy lại gì là thì alo liên hệ nhá. Ví dụ như là sâm đá này, sâm cau này, sâm cắt kính này, rồi là sâm xuyên đá, sâm đương quy nữa. Rất là nhiều các thể loại sâm. Cái đợt mà xảy ra bão lũ ấy, thì đợt đấy là kiểu hàng hóa nó ít cho mọi người nên là không lấy được. Đợt này là cách đây tầm khoảng tuần trước với tuần này là bắt đầu là có hàng rồi, hàng hóa nó tươi nó mới mọi người ạ. Ngày trước là toàn hàng gọi là nó không được đẹp cho lắm ấy nên là mình không lấy được, mình chỉ lấy được tuần trước với tuần này là lấy được rồi. Đây là hàng hóa nó rất là ngon rồi. Mọi người lấy gì là cứ alo nha. Tam thất rồi là mật ong, Bây giờ là ăn cũng gọi là xong, gần xong mọi người nhá. Bây giờ tắt máy xong là tí nữa chúng ta sẽ đi tiếp mọi người nhá. Hiện tại bây giờ là mình đang vào khu chợ Thảo Dược các bạn ạ. Đây là một cái khu đặc biệt với rất là nhiều các loại mặt hàng thảo dược trên chợ phiên vùng cao các bạn nhé. Đó, tam thất rất là nhiều, chuối rừng tam thất cực kỳ là nhiều mọi người ạ. Đây là chuối rừng mọi người này. Đấy, hoa chuối rừng thì các bạn biết rồi, nó đỏ chót luôn. Ở đây là chuối rừng. Cái hột của nó thì nó chưa sỏi thận rất là tốt mọi người nhé. Chữa sỏi thận và tiểu đường rất là tốt, đặc biệt là tiểu đường thì dùng cái quả chuối rừng này các bạn lấy về bạn đun nước uống này, sắc uống này để chữa sỏi thận rất là tốt. Đó, chuối rừng ngoài này nó có hột cho mọi người. Đó, bạn nào lấy thì alo liên hệ cho các bạn nhá, không phải là hôm nào cũng có đâu. Rồi là hoa đu đủ này, lạc này, hạt dổi này. Hoa đu đủ thì là chữa viêm họng, viêm amidan. Hạt dổi thì là gia vị chấm, chấm gà, chấm thịt. Đó. Chấm gà, chấm thịt, chấm hoa quả. Rồi là ấu tàu để chữa đau lưng xương khớp mọi người này. Đấy, bà con ấy lấy về bán mọi người này. Ấu tàu. Rồi là sâm lương quy, tốt cho tim mạch xương khớp nha mọi người. Bạt ngàn trên chợ phiên Bắc Hà rất là nhiều, tam thất tươi, tam thất khô. Công dụng thì rất là nhiều, các video mình nói rồi. Cái loại này thì nhanh lành vết thương này, bạn nào mà bị vết thương thì nhanh lành nhanh khỏi lắm. Còn là mổ xẻ này, đó, phụ nữ mới đẻ, sinh em bé này thì nhanh lành vết thương nhá. Đó. Tam thất tươi, ngâm rượu, ngâm mật ong các bạn ạ, rất là nhiều công dụng. Còn là đặc sản, còn là loại là thần dược các bạn ạ. Đó, ngoài ra bên này các bạn xem, bên này có cả đây là củ của nó các bạn này. Đấy. Đây củ khô bạn nhé. Đấy. Củ khô này, ngâm rượu ngâm mật ong này, ngâm rượu ngâm mật ong này. Tác dụng là phá tan khối u nhé các bạn nhá, và phòng chống bệnh ung thư, rất là nhiều công dụng. Đấy. Củ rất là đẹp luôn mọi người nhé. Bạn nào lấy thì là cứ alo liên hệ các bạn nhá. Củ tam thất rất là nhiều luôn, ở nhà mình sẵn sàng, lúc nào cũng có sẵn ở nhà rồi mọi người nhá. Ở đây là phiên ở chợ, mình quay ở chợ mọi người xem. Rồi là hoa của nó này các bạn này. Hoa tác dụng của nó là điều hòa huyết áp, ổn định huyết áp nha mọi người nhá, chống chữa mất ngủ nha các bạn nhá. Bạn nào mất ngủ thì dùng cái này này, ổn định huyết áp, điều hòa huyết áp. Đó là hoa tam thất các bạn ạ. 8 cân rưỡi thì rất là nhiều. Tam thất, rồi là lưu tam thất, hoa tam thất, củ tam thất khô, củ tam thất tươi các bạn ạ. Ngoài ra này cây khu khắc chữa mát gan, mát người này. Đó, bạn nào nóng gan nóng người thì là chữa mát gan nóng người. Đấy, khúc khác vào này. Đấy, rất là nhiều đồ lắm. Chị ơi, đây là cái củ gì đây mà nó nhiều lông này? Cái này? Vâng. Ngũ gia bì à? Này, củ này gọi là củ ngũ gia bì bạn này. Chữa tê mỏi chân tay nhé các bạn nhé. Đó, ngũ gia bì chữa nhức mỏi chân tay. Đó, tê bì chân tay. Ngoài ra thì có sâm đá này, sâm xuyên đá này, rất là nhiều bạn ạ. Sâm đá, sâm xuyên đá cực kỳ là nhiều luôn. Tác dụng là tăng cường sức khỏe, tăng cường sinh lý nam giới, nữ giới, tốt cho tim mạch, xương khớp, hệ tuần hoàn máu các bạn nhé. Nhiều lắm các bạn ạ, đồ đạc đây cực kỳ là nhiều luôn. Đây này, đây gọi là củ dái nghiến các bạn này. Đấy, nó tròn tròn này. Cái này là chữa yếu sinh lý và xương khớp nhé. Đó, người ta lấy thằng bọc lên này. Đấy. Đây là đồ đá mọi người ạ. Củ dái nghiến đấy. Ngoài ra cũng có tầm gửi nghiến các bạn này. Đấy, đống rất là to luôn, tầm gửi nghiến. Đấy, tầm gửi nghiến rất là nhiều mọi người ạ. Toàn đồ trên núi rừng vùng cao Tây Bắc mình. Ngoài ra thì rất là nhiều lạc hoa này mọi người. Đấy, lạc hoa rất là ăn rất là thơm ngon nha mọi người nhá, lạc hoa tuyệt vời luôn. Đây là lấm linh chi cổ cò bạn này. Đấy, linh chi cổ cò. Đây, rất là nhiều luôn. Dưới này bé tí này. Còn trên này thì to hơn nha mọi người nhé. Đấy, tác dụng của nó là giống như kiểu nấm lim xanh đấy, thì tăng cường sức khỏe này, bồi bổ sức khỏe này, phòng chống ung thư này, nó hỗ trợ điều trị bệnh ung thư này, tốt cho sự phát triển của trí não này, cho tim mạch xương khớp này, đó, giảm căng thẳng mệt mỏi này, gọi là nấm linh chi của cò. Là hút có một túi thôi à? Đây các bạn này, chè dây các bạn nhé, chè dây này, cái này là phòng, cái này cũng chữa tiểu đường rất là tốt con này. Đấy, đây người ta phải làm cho nó có cái mốc mốc lên này, gọi là chè dây. Đó, chữa mất ngủ này, tiểu đường này, mọi người ạ. Đó, điều hòa huyết áp các bạn nhé. Đó, đây là dòng giống chè dây mọi người ạ. Rất là nhiều chè san tuyết bản liền mọi người này. Cái cô kia hôm nay đâu rồi chị? Đây là chè san tuyết bản liền. Bạn nào lấy thì là alo liên hệ các bạn nhá. Chè san tuyết là một loại nổi tiếng về thương hiệu, rất là thơm ngon, uống rất là ngon các bạn ạ. Nước rất là xanh luôn, còn là chè san tuyết bản liền tuyệt vời các bạn ạ. Bạn nào lấy thì là cứ alo liên hệ các bạn nhá. Chè san tuyết thương hiệu bản liền, gọi là chè cổ thụ san tuyết, trồng ở xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai các bạn ạ. Đó, nhiều vô cùng luôn. Rồi là ba kích các bạn này. Hôm nay này không có ba kích tươi, hôm nay chỉ có ba kích này, nó cũng có rồi. Hôm nay là rất là nhiều các bạn cứ nhờ lấy ba kích nhưng mà không có hàng. Ba kích này xấu quá không quay nữa các bạn nhé. Nào ba kích nó đẹp đẹp một tí thì mới quay cho bạn xem. Đây, sâm đương quy này. À, đương quy. Đấy. Sâm đương quy mọi người nhá. Củ rất là đẹp luôn. Tác dụng của nó là tăng cường sinh lý này, tốt cho sức khỏe này, tăng cường bồi bổ sức khỏe này, rất là thơm. Bằng cách là củ thì có thể hầm tần ăn nhá, hoặc là ngâm rượu, ngâm mật ong, lá thì có thể là xào nấu ăn này. Đó, sâm đương quy rất là đẹp luôn, tuyệt vời các bạn ạ. Sâm đương quy rất là thơm, thơm phức luôn các bạn ạ. Rồi, bên này củ cũng rất là to luôn bạn này. Sâm đương quy mọi người, củ to chưa? Cái này nhìn khó quá nhỉ. Sâm Đông Quy mọi người này, mọi người ai lấy thì là cứ alo lên đây các bạn nhá. Rất là tuyệt vời luôn, thơm phức, lá rất là đẹp luôn này các bạn này, tươi giói luôn các bạn nhá. Sâm Đông Quy đó. 20.000 lấy cái này, 2 cân này cắt lấy cái thủy không ấy. Sâm Đông Quy tuyệt vời luôn. Bên này cũng thế này, bên này bán luôn. Bên này bán lá riêng có này, bạn nào thích lấy lá cũng có lá nữa nhá. Lá cũng có, củ cũng có. Em ơi, cái này mình lấy về từ chiều hôm qua đấy à, mới đào về chiều hôm qua đấy à? Tươi luôn. Đây cái này người ta cũng, đây là mình cũng rửa, gọi là rửa qua qua đúng không nhỉ? Xịt qua rồi đấy, còn bình thường nếu mà đào về nó sẽ có nhiều màu đất hơn. Đó. Cái này trồng ở khu vực Lào hả em? Trồng ở khu vực Lào. Ở xã nào em? À, ở xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai. Các bạn lấy sâm thì là cứ alo nhá. Rất là nhiều đồ trên núi rừng vùng cao Tây Bắc mình bạn ạ. Đây là cây này là cây chữa về ấy các bạn này, dạ dày. Bạn nào bị dạ dày thì dùng cái loại này nhá, chuyên chữa về dạ dày. Đó, chuyên chữa dạ dày luôn bạn ạ, có vấn đề với dạ dày. Ngoài ra để lấm là linh chi đỏ rừng này. Đấy, linh chi đỏ rừng. Rất là nhiều các mặt hàng ở trên vùng cao mình. Bạn nào lấy thì là alo liên hệ các bạn nhá. Linh chi đỏ rừng. Tốt cho sức khỏe mọi người nhá. Nhiều đồ lắm các bạn ạ. Rất là nhiều đồ tại chợ phiên vùng cao. Bây giờ đi tìm sâm cau các bạn nhá. Sâm cau và một số các loại mặt hàng khác. À, chỗ này có cây gì chứ nhỉ? Cái này là cây gì? Cây mận là cái gì đấy ạ? Mận Bắc Hà đấy à? Bắc Hà, mận chín sớm. Có phải mận Bắc Hà không? Phải. Đây là mận Bắc Hà chiết các bạn này. Chiết ra cành đây. Vâng. Mận Bắc Hà cho người ta đã chiết sẵn đây rồi các bạn này. Anh đứng lên kia một tí cho nó sáng này. Đấy. Mận Bắc Hà người ta chiết sẵn cành các bạn nhá. Bạn nào lấy thì là alo các bạn nhá. Rất là nhiều đồ luôn. Nói chung là các bạn lấy loại gì thì cứ liên hệ. Và các bạn nhớ xem video của mình, nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh nhá, để đón xem các video tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao nhá. Cũng là ủng hộ Nắng Gió Vùng Cao tiếp tục có động lực đi quay chia sẻ cho mọi người biết về chợ phiên Bắc Hà trong ngày hôm nay. Ngày qua chỗ này còn một củ sâm, còn một đống bó sâm cau mọi người này. Sâm cau là chữa yếu sinh lý cho mọi người nhá. Yếu sinh lý này dùng sâm cau. Đó. Bạn nào lấy thì là alo. Dòng sâm cau. Đấy, sâm cau rất là đẹp luôn các bạn ạ. Nói chung là tùy từng hôm ấy. Hôm có hôm không, nhưng hôm nay là không có bao kích đâu. Nhiều hàng hóa lắm các bạn ạ. Bây giờ chúng ta đang ra ngoài này xem một số loại khác nữa. Ở đây thì ngọc cẩu bạn này, ngọc cẩu này là ngọc cẩu cái các bạn nhá. Cũng là ngọc cẩu cái, nó không giống như ngọc cẩu trước. Ngọc cẩu trước thì nó sẽ dài hơn. Còn này là ngọc cẩu, hay còn gọi là ngọc cẩu đỏ mọi người nhé. Đây còn gọi là ngọc cẩu đỏ. Nó không giống như kiểu ngọc cẩu trước là ngọc cẩu kín tím. Còn đây là đỏ. Tác dụng của nó là cũng chữa yếu sinh lý các bạn nhé. Ngọc cẩu nó yếu sinh lý này các bạn này. Và đây thì một số loại quả sứa rừng chữa sỏi thận các bạn nhá. Dứa rừng sỏi thận, còn na rừng chữa tiểu đường các bạn ạ. Bạn nào lấy thì là cứ alo bạn nhé. Bây giờ chúng ta đang đi xuống khu dưới này xem có cái mặt hàng gì không. Đây, chúng ta đang ở khu này là khu gần sân khấu. Khu gần sân khấu dưới này bán ớt các thứ. À đây lấm này. Em ơi, đây là lấm gì đây em? Đây là lấm rơm này. Mọi người đấy thì alo liên hệ quán nha, lấm rơm. Trong này. Em ơi, đây gọi là quả gì hả em? Quả táo cherry anh ơi, 100 một cân ạ. Táo cherry à? Cái này ở đâu đến đấy? Cái này là táo nước ngoài thôi ạ, táo Pháp. Táo Pháp luôn à? Táo nhập khẩu. Táo nhập khẩu, 100 nghìn một cân. Táo cherry các bạn ạ. Em đang làm cái gì đấy? À, ốc sổ ăn. Cái này ăn được luôn á, cái này rang chín rồi à, như nào? Nấu sống nhưng mà ăn cái này rất là thơm, bờ bờ, kiểu béo béo đấy ạ. À. Cái này về phải gan mới ăn được hả? Ăn như này luôn cũng được ạ. Ăn thử không ạ? Không ạ. Ăn sống luôn hả em? Cái này là mình chưa rang đâu gì? Sống ạ. Đúng. Cái này. Đây thấy đội như đây rồi. Ăn nó có vị gì không? Nó kiểu bùi, nó kiểu béo béo. Wow, bùi béo béo. Trả cho bạn em, để ăn chó em ơi. Test thử một quả ốc chó bạn nào xem nó có ra gì không nhé. Ôi như nó khô hết rồi nhỉ? Ăn nó kiểu béo. Có phải bỏ vỏ không? Phải bỏ vỏ hả? Cái này là cái vỏ của nó đấy, bây giờ đập vỏ này. Cho chị thử một tí đi. Có miếng đang cầm mà bóc bóc hoài. Ở đây. Miếng con đang cầm kìa. Đây đang cầm một miếng kìa. Thôi em muốn bóc quả mới cho khách test thử là có ngon không? Ăn nó cũng khá là ngon mọi người ạ. Cái này nhiêu cân? Ốc chó. Cái này là tốt cho, nó có nhiều vitamin A ấy, tốt cho trí não nhé mọi người nhé. Đặc biệt là những phụ nữ nào mà đang mang thai thì là ăn cái này vào rất tốt cho sự phát triển của trí não em bé của thai nhi ấy. Khi nó lớn lên thì nó sẽ thông minh lắm mọi người. Cái này 50.000 một cân. Ốc chó bao nhiêu cân mẹ? Ốc chó là 100 ạ. Và đặc biệt là người già hay mất trí nhớ thì dùng cái loại này cũng được. Cái này thì mình có phải rang không hay để chị ăn luôn? Rang cũng được mà. Rang lên thì nó sẽ ngon hơn, rang nó thơm hơn đấy nhỉ. Nhưng mà bình thường là người ta sẽ đập ra cho bé xay cháo cho em bé, nấu lên ngậy béo. Giờ đây là mình muốn giới thiệu với các bạn một loại nữa, đó là sâm cắt kính các bạn này. Đây là một loại sâm rất là tốt về chữa cho đường hầu họng, thanh quản, viêm ma bê đan, thanh quản, hầu họng, viêm ma bê đan, gọi là sâm cắt cánh nha mọi người. Đấy, nó trắng trắng như này này. Nói chung là khi lấy về người ta xịt sạch đi thì nó sẽ màu trắng, còn bình thường thì nó sẽ là màu đất các bạn ạ, tức là nó giống kiểu củ khoai ấy, thì là đất bao quanh luôn. Mọi người về lấy cái máy rửa xe xịt đi thì nó sẽ bong hết cái lớp đất ra và nó sẽ trắng như này. Là sâm cắt cánh các bạn nhá, xuyên chữa về hầu họng rồi viêm họng, viêm ma bê đan mọi người ạ. Mọi người lấy thì là alo liên hệ mọi người nhá. Sang bên này là một số loại củ cây bổ máu các bạn này. Đây là chuyên về bổ máu các bạn nhé. Bạn nào mà hoa mắt chóng mặt thiếu máu này thì dùng cây bổ máu này, tốt cho máu các bạn nhé. Hoa mắt chóng mặt kiểu màu lau thì hãy dùng cái bộ mẫu này, đặc biệt là mẫu xấu thì dùng cái bộ mẫu này các bạn nhé. Đó. Cái bộ mẫu rất là tốt cho sức khỏe mọi người ạ. Hoa mắt chóng mặt thì dùng cái bộ mẫu để tăng cường máu các bạn nhá. Đó. Nói chung là bạn nào lấy gì thì alo, cái này người ta cũng lấy từ mới lấy từ chiều hôm qua đấy, mới lấy từ chiều hôm qua nên là nó có cái nhựa đỏ tươi này bạn này các bạn nhá. Đó, cây bổ máu. Ở đây thì có hai loại các bạn nhá, tương ớt này các bạn này. Tương ớt thì có hai loại, một loại tương ớt là bình thường nó không cay cho lắm, và một loại tương ớt cực kỳ cay. Đây loại này các bạn này. Các bạn nói chung các bạn nhìn thì phân biệt nó khó lắm, các bạn chỉ bảo là lấy cái loại ngon cay thì là mình sẽ lấy cho các bạn. Đây là loại này, loại xịn này, loại này là của Mường Khương các bạn nhá. Tương ớt thì nó có hai loại, một loại của Bắc Hà và một loại của Mường Khương. Loại tương ớt Mường Khương là nổi tiếng rồi, vì từ trước đến giờ nào Mường Khương là nổi tiếng về tương ớt. Đó các bạn ạ. Thì loại này ăn cực kỳ là cay luôn, cay thơm. Đó. Rất là ngon, bạn nào lấy thì alo nhá về tương ớt. Còn đây cũng là một tương ớt nhưng mà cái loại này của Bắc Hà thì nó không cay bằng. Đấy, hai loại. Tất nhiên thì giá nó sẽ khác nhau một chút. Còn loại chẩm chéo bạn này, chẩm chéo bao gồm cũng có là muối này, bột canh này, bột ngọt này, ớt này, hạt dổi, mắc khén, lá chanh, các gia vị Tây Bắc. Đó, cách dùng để chấm thịt này, chấm rau củ quả này. Đó, mắc khén, chẩm chéo các bạn nhé. Đó, rất là ngon. Cái này thì các bạn chắc là xem nhiều các video các bạn biết rồi. Thì đây là một cái loại đặc sản ở trên vùng cao Tây Bắc mình các bạn nhé. Đó, nào lấy là gì thì là alo các bạn nhé.